Như vậy là hai đội Mèo Lười và Cú Niêu, bây giờ mỗi đội còn có một thành viên là hai cô gái. Xem như là mình ngang tài ngang sức. Chỉ có điều đáng tiếc là chúng ta đã mất đi hai người đội trưởng, mất đi mỗi đội 10 triệu đồng. Anh sẽ công bố số tiền thưởng còn lại của các em đến giờ phút này nha. Đội Mèo Lười, các em đang có 15 triệu đồng. Đội Cú Niêu, 12 triệu đồng. Sao hai em gái có điều gì muốn nói với nhau trước khi chúng ta bước vào vòng thi tiếp theo không nè? Thôi cố lên bạn ơi, mình cùng cố. Cố lên, cố lên. Rủ nhau cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi. Không, chúng ta là đối thủ của nhau nha. Và các bạn sẽ phải dùng cái quyền hồi sinh để cứu một người mà các bạn nghĩ rằng là có nhiều kiến thức và ăn ý với các bạn, để cùng bước vào vòng 2 của chúng ta. Và vòng 2 sẽ đến với chúng ta sau ít phút nữa quý vị nha. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Thưa quý vị, ở vòng 1 thì cả hai đội Mèo Lười và Cú Niêu đã không bảo toàn được tất cả thành viên của mình. Mỗi đội chỉ còn lại một cô gái mà thôi. Mà đây là cái giờ phút mà họ phải quyết định là dùng cái quyền hồi sinh để hồi sinh một trong những thành viên đang có mặt tại căn phòng trống. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biết hai người mà hai cô gái này đã lựa chọn để dùng cái quyền hồi sinh là ai. Xin mời. Trương Quỳnh Anh và Quang Anh, chúc mừng hai em, mời hai em về vị trí. Sao Quỳnh Anh trở lại với chương trình sau khi rời căn phòng trống thì thế nào? Em cảm thấy khá là luyến tiếc cái căn phòng đó, mặc dù nó lạnh lẽo nhưng mà cũng có những đồng đội của em ở đó. Nhưng mà nghĩ lại chỉ có một mình cô bé nhỏ bé này ở đây thôi thì em thật sự là rất là muốn quay lại để hai chị em hỗ trợ nhau. Đó, còn Quang Anh? Em sẽ cố gắng để đáp lại sự tin tưởng của đồng đội. Ok, ở vòng 2 này chúng ta sẽ có một cái màn thi đấu đối kháng giữa hai đội. Chúng ta sẽ có tên gọi là cùng đối đầu. Anh sẽ đọc cho các bạn nghe từng câu hỏi. Thời gian cho mỗi câu trả lời là 15 giây. Các bạn có thể đưa ra nhiều đáp án. Đến khi nào đúng thì anh sẽ công bố đó là đáp án đúng trong vòng 15 giây thôi nha. Còn nếu sau 15 giây các bạn không có đáp án hoặc đáp án sai, xem như các bạn bị loại và thành viên còn lại sẽ thế vào vị trí đó. Cho đến khi một trong hai đội không còn một thành viên nào cả thì đội còn lại sẽ bước vào vòng thi tiếp theo của chúng ta. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa? Vậy thì bây giờ mỗi đội hãy cho anh biết các bạn muốn cử ai là người đi đầu tiên. Em sẽ lên trước luôn. Quang Anh, vào bên đây. Em Linh Ly, mời các em vào vị trí. Đội Cú Niêu, các bạn sẽ thi trước nha. Quang Anh thi trước ha. Anh nghĩ rằng cũng không phải là quá khó đâu, là bởi vì khi anh đọc ra một câu hỏi, đáp án nó sẽ hiển thị trên màn hình. Chỉ có điều là cái đáp án đó nó được xáo trộn tất cả những ký tự để mình đoán ra xem đáp án đó là gì. Các em cứ nói đáp án liên tục, khi nào đúng anh sẽ nói các em là đúng để mình dừng lại nha. Dạ. Quang Anh sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng. Câu hỏi bắt đầu. Món mỹ phẩm không thể thiếu của phụ nữ. Nói nhiều đáp án đi em. Son môi. Son môi, đúng. Đó chính là son môi. Qua đến đội Mèo Lười, môn thể thao lâu đời và phổ biến nhất ở Mỹ. Bắt đầu. Bóng chày. Đúng. Đó là một bóng chày. Cú Niêu, loài hoa này chỉ nở về đêm. Bắt đầu. Hoa quỳnh hương. Chính xác. Đó là quỳnh hương. Mèo Lười, biệt danh của một nam ca sĩ có tài hô mưa gọi gió. Bắt đầu. Tuấn Hưng. Sai. Thanh hết giờ. Và chiếc két sắt đã rơi xuống từ quý vị, rất là tiếc. Đội trưởng Quỳnh Anh trả lời được câu này không? Thánh Mưa. Đó là đáp án chính xác.
Và đây là biệt danh mà chúng ta gọi ca sĩ Trung Quân Idol. Trung Quân Idol là bởi vì những cái bài hát của anh ấy là đều về mưa. Dính dáng dạ mưa hả? À, mà anh ấy hát những cái bài này rất là hay. Dạ. Mà cũng có một cái sự trùng hợp nha. À, Trung Quân đã từng nói với Đại Nghĩa là cũng có những cái buổi diễn mà khi người ta mời Trung Quân đến hát, khi Trung Quân đến hát cái trời mưa, cho nên là người ta có biệt danh dành cho anh ấy là Thánh Mưa. Rất là tiếc, Linh Ly đã không chọn được đáp án chính xác trong câu này. Và mời đội trưởng Trương Quỳnh Anh vào vị trí. Bây giờ câu hỏi sẽ dành cho đội Cún Yêu. Đây là một người mẫu, diễn viên và nhà sản xuất nổi tiếng. Bắt đầu. Hoàng Tôn. Sai. Hoàng Văn Thời. Sai. Tiếc quá. Đây là một nhân vật rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng mà bởi vì tên của người ấy khi mà đảo lộn các ký tự thì khó nhìn ra. Đáp án của chúng ta là Ngô Thanh Vân. Như vậy là đội Cún Yêu cũng chia tay với chàng trai Quang Anh. Còn lại em gái. Em ơi, còn mình em thôi đó, sao em? Em lạnh quá. Em lạnh quá hả? Nay bên đây cũng còn có mình chị không anh ơi. Sẽ là một màn đối đầu giữa hai chị em. Mời em vào vị trí. Và Phương Duyên đã vào vị trí. Bên đây là Trương Quỳnh Anh. Câu hỏi dành cho đội Mèo Lười. Quỳnh Anh lắng nghe nha. Người đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2019. Bắt đầu. Đọc nhiều tên đi em. Hồ Hèn Nhiê. Sai. Rất là tiếc thưa quý vị. Nãy giờ Quỳnh Anh đứng bên ngoài đó là trả lời được hết những cái câu mà các bạn kia sai. Nhưng đến khi cô ấy trả lời thì cái câu này lại làm khó cô ấy. Cô ấy không nói được chính xác tên của Hoa hậu Việt Nam 2019. Đó là Hoa hậu Lương Thùy Linh. Và như vậy là Duyên mặc dù đã bước vào vị trí nhưng cô ấy chưa cần thi thố gì hết. Thì cô ấy cũng đã nghiễm nhiên chiến thắng ở vòng này. Và cô ấy sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Mời em bước lên đây. Sao em thấy mình may mắn không? Dạ may mắn. Vòng 1 em là người còn sót lại duy nhất. Vòng 2 em chưa cần thi gì hết trơn á. Em cũng thắng người ta, em bước vào vòng đặc biệt rồi. Hiện nay số tiền thưởng mà em đang có được cho cả đội mình á là 12 triệu đồng. Giờ em có muốn dành thêm một cái két sắt khổng lồ nữa hay không? Dạ muốn ạ. Và chúng ta sẽ nghỉ với là ít phút trước khi bước vào vòng đặc biệt của Chọn Đâu Cho Đúng. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Và bên cạnh Đại Nghĩa bây giờ là bé Duyên. Nhìn mặt rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Và em cũng rất là may mắn khi là người cuối cùng còn lại của đội mình có mặt tại cái vòng này. Hồi hộp không? Hồi hộp. Hồi hộp đúng không? Giờ đội mình mới có 12 triệu thôi. Mình mang được cái két sắt thêm 50 triệu về nữa. Chia ra cái phủ phê luôn đúng không? Đó. Đó, cho nên là anh cũng mong rằng em sẽ chiến thắng ở cái vòng này với 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra em nha. Trong những câu hỏi này sẽ có 2 câu hỏi mà đáp án là những con số. Em cứ đọc ra những con số mà em nghĩ và anh sẽ nói rằng là trên hoặc dưới. Em có thể tăng hoặc giảm con số đó để tìm ra được con số chính xác. Và nếu như em cảm giác rằng là cái câu đó khó quá, em có thể nói qua. Khi em nói qua một cái, lập tức anh sẽ cho thời gian dừng lại để mình bình tĩnh, mình lấy tinh thần để mình đến với câu khác. Chứ còn nếu không, thời gian nó cứ trôi qua thì mình hết giờ mà không trả lời được hết. Hoặc là trả lời thiếu một câu nào đó, mình cũng không được mang 50 triệu về nữa. Nhớ nha, cố gắng nào em. Yeah. Mời em vào vị trí. Quý vị, câu số 1. Loài vật nào có thể nhận biết chủ qua hình ảnh? Bắt đầu.
chó. Chính xác. Bà cụ Ken Tanaka, người sống lâu đời nhất trên thế giới năm 2019 đã bao nhiêu tuổi? Bắt đầu. 120. Dưới. 101. Trên. 119. Dưới. 118. Dưới. 117. Dưới. 116. Chính xác. Câu số 3. 69 là ký hiệu biển số xe của tỉnh thành nào nước ta? Bắt đầu. Đồng Tháp. Sai. Long An. Sai. Cần Thơ. Sai. Cà Mau. Chính xác. Câu số 4. Việt Nam có đường bờ biển dài bao nhiêu km? Bắt đầu. 3.000. Trên. 3.500. Dưới. 3.400. Dưới. 3.350. Dưới. 3.330. Dưới. 3.200. Trên. 3.100. 3.115. Trên. 3.116. Trên. 3.117. Trên. 3.118. Trên. 3.119. Trên. 3.120. Trên. 3.121. Trên. 3.130. Trên. 3.150. Trên. 3.149. Trên. 3.160. Trên. 3.107. Trên. 3.108. Trên. 3.109. Trên. 3.199. Trên. 4.000. Dưới. 3.100. 3.200. Trên. 3.201. Trên. 3.202. Trên. 3.203. Trên. 3.204. Trên. 205. 3 trên. 3.206. Chính xác. Tiếp. Câu số 5. Bộ phim nào đoạt giải phim truyền hình ấn tượng tại VTV Award 2019? Chúng ta còn 6 giây. Bắt đầu. Phim truyền hình ấn tượng. Trời ơi! Thời gian đã hết rồi. Tiếc quá. Các bạn ơi, các bạn đây, các bạn có biết được đáp án không? Phim truyền hình nào ấn tượng? Đó là đáp án chính xác. Bộ phim đoạt giải phim truyền hình ấn tượng tại VTV Award 2019 là Về Nhà Đi Con. Chỉ còn một câu hỏi này nữa thôi thì các bạn có thể mang về cho mình một cái két sắt trị giá 50 triệu đồng. Nhưng rất tiếc thời gian đã không còn. Như vậy là đội Cuốn Yêu không mang được chiếc két sắt trị giá 50 triệu đồng về. Vẫn còn treo lại ở đó dành cho tuần sau. Họ chỉ mang về được số tiền mà họ đã tích lũy được từ vòng 1, đó là 12 triệu đồng.